Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay bên cửa hàng bên con mới vừa tách được 5 cộng và đây là cái dòng ngọc trai đen. Và hiện tại thì cái dòng ngọc trai đen ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có tổng cộng là 5 cộng thôi. Và nói chung là cây đã xuống rễ rất là khỏe. Và cái cây này thì đã đứng ngọn rồi nên các cô chú mình về mình trồng rất là dễ và cây đã bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Đây là dòng ngọc trai đen. Và có thể cho cô chú mình xem cái mặt hoa ngọc trai đen luôn. Số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và đây là cái bọc hoa chớp ngọc trai đen nha cô chú. Và cô chú mình nhìn cái hoa này màu của nó cực kỳ đẹp. Và cái dòng này thì nó chớp luôn cả lưỡi luôn nha cô chú. Đây là ngọc trai đen nè. Mặt hoa này là chớp luôn cả lưỡi luôn đó. Đây là cái bọc hoa có nắng nha cô chú. Đây là cái bọc hoa không có nắng nè. Ngọc trai đen. Và cây này là cây chấp thuận nha cô chú. Số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ phường 4, Tuyến Chánh, Tân An, Long An. Và đây cho cô chú mình xem cái hình cây của ngọc trai đen ngày hôm nay. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ phường 4, Tuyến Chánh, Tân An, Long An. Và hôm nay sẽ cho cô chú mình xem cái hình cây ngọc trai đen ngày hôm nay. Ngày hôm nay cửa hàng bên con đang bán đồng giá các cô chú mình về sưu tầm là 1,4 triệu một cọng nha cô chú. Tất cả cây bên con đều là cọng đầu và rễ đã bắt đầu đang xì rễ rất là khỏe. Đây là ngọc trai đen chấp thuận. 1,400,000 một cọng. Đang có tổng cộng là 5 cọng nha cô chú. Và con sẽ cho cô chú mình xem cái hình cây đầu tiên. Đây là ngọc trai đen mã số 1 đây. Thì con lấy hình cây các cô chú mình xem. Đây. Đây là cây ngọc trai đen mã số 1 nha cô chú. Cái thân này thì nói chung là đã đứng ngọn rồi. Mình về thì mình cứ phân bón đầy đủ thì thân sẽ bắt đầu nó phình ra rất là đẹp. Chuẩn bị là bật con gốc luôn nè cô chú. Vẫn còn mắt đầy đủ nè. Đây là cộng đầu nè, mắt còn đầy đủ cô chú. Một mắt nè, đây một mắt là hai mắt. Và có thể sẽ lên một cái mắt phụ nữa. Đây là ngọc trai đen. Mã số là mã số 1. Và kích thước hiện tại của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con đang đo được kích thước chuẩn đó là 15cm nha cô chú. Đây là ngọc trai đen. Tất cả cùng bán đồng giá là 1,4 triệu một cọng. Đây là cọng mã số 1. Ngọc trai đen mã số 1. 1,400,000. Tiếp tục đây là cọng ngọc trai đen mã số là mã số 2. Và cọng này thì bên cửa hàng bên con bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 1,4 triệu luôn. Và kích thước với cọng ngọc trai đen mã số là mã số 2 ngày hôm nay con đo được cũng là tầm khoảng từ 13 tới 15cm nha cô chú. Đây là tất cả đều là cọng đầu hết. 1,400,000, đây là dòng ngọc trai và đây là cây ngọc trai thuận nha cô chú. Đã đứng ngọn hết rồi, mình về mình chăm rất là dễ. Mã số 2, giá tiền của nó là 1,400,000. Tiếp tục đây là cọng mã số 3 và đây là cọng đầu nên các cô chú mình cứ yên tâm là mắt của nó vẫn còn đầy đủ hết nha cô chú. Nói chung là mình về mình kích rễ sẽ rất là mau ra rễ tại vì đã đứng ngọn rồi. Đây là dòng ngọc trai đen, mã số là mã số 3 nè. Cái kích thước của cái cọng này thì cửa hàng bên con nên đo được là khoảng 16 nha cô chú. Đây là ngọc trai đen, kích thước là 16cm và mã số là mã số 3. Giá tiền là 1,4 triệu. Một triệu tư nha cô chú, mã số 3, ngọc trai đen. Mã 3 rất là đẹp nha cô chú. Chỉ với giá tiền là 1,4 triệu một cọng thôi. Tiếp tục đây là cọng ngọc trai đen mã số là mã số 4 và giá tiền cọng này thì cũng bán ra đồng giá là 1,4 triệu như còn lại con đã nói ở đầu clip rồi. Rễ đã bắt đầu xuống rễ và con chỉ mới tách thôi cô chú. Và hết cái lô này thì bên hàng bên con mới vừa tách được thêm có một chục cọng hồng sắp pháo đó thì khoảng tầm nửa tiếng hoặc tiếng sẽ quay tiếp tại vì bây giờ là trưa rồi. Sáng giờ tôi có mắc lu bu tại vì bên cửa hàng bên con thì chậm một tháng nữa thì cửa hàng bên con chuyển qua cơ sở mới thì lúc đó thì con sẽ cho cô chú mình xem cái địa chỉ, con sẽ quay clip hướng dẫn đường đi các cô chú luôn. Đây là mã số 4 ngọc trai đen, giá tiền của nó là 1,4 triệu nha cô chú. 1,400,000 mã số 4 ngọc trai đen. Và kích thước của nó ngày hôm nay cửa hàng bên con đã được là 16cm cho các cô chú mình về mình sưu tầm. Ngọc trai đen mã số là mã số 4, giá tiền của nó con bán ra cho các cô chú mình sưu tầm với giá tiền là 1,4 triệu, ngọc trai đen mã số là mã số 4. Cọng ngọc trai đen mã số 5 nha cô chú. Vì đây là cọng đầu nên một số cái mắt của nó vẫn còn rất là đầy đủ. Mã số của nó đó là mã số 5 nè, đây là mã cuối cùng. Cây đứng ngọn rất là dễ trồng nha cô chú. Đứng ngọn thì mình về là chuẩn bị là chờ bật con gốc thôi.
ngọc chơi đen. Cây này là cây chấp thuận nha cô chú. Và giá tiền cũng bán ra cộng này cho các cô chú mình về sưu tầm, đó là mã số 5. Giá tiền của nó ngày hôm nay cũng bán ra là 1.400.000 ngọc chơi đen. Giá rất là mềm nha cô chú, 1.400.000. Mã số là mã số 5. Cái cọng này thì cửa hàng bên con đo được là 12 cm. Nói chung là cây này đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe, đang bật cùng gốc nha cô chú. Mã số là mã số 5, đây là mã cuối cùng. Giá tiền của nó là 1.400.000, mã cuối cùng. Số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4 Tiến Chánh, Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú.